du nhàn đại địa chủ lạt mễ bất thị mễ tỉnh lại. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tôn thần trong mơ mơ màng màng, cảm giác bên người giống như là có người ở thấp giọng nói chuyện. Cha, van cầu ngươi không muốn hiện tại để cho chúng ta dọn đi, ca còn phát sốt, hiện tại ban đêm lạnh như vậy, cái kia nhà lá bốn bể lọt gió, đều không một khô địa phương có thể nằm. Hắn làm sao có thể được tốt? chờ thêm hai ngày hắn lui đốt lại rời có được hay không tương đương, nho nhỏ tiếng cầu khẩn kèm theo đứt quãng khóc khẽ. Lão nhị ngươi cũng đừng lại mềm lòng nghe cái này xú nha đầu mà nói. Sắc bén tiếng phản đối vang lên, hai ngày trước tiểu tử này mới vừa bị bệnh, khiến hắn lưỡng kéo mấy ngày thì coi như xong đi, vào lúc này lại lề mề đi xuống đều muốn trễ nãi ngươi bà nương vào cửa sẽ không cha, ta cùng ca ca bảo đảm ngày mai cả ngày đều trốn ở trong phòng, tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh, cũng sẽ không xảy ra tới để cho mẹ kế nhìn đến. Non nớt thanh âm vội vàng nói, giống như là rất sợ cha nàng không đáp ứng, vừa nhỏ tiếng hướng về phía hắn cãi. Nếu không phải Lý Lang Trung cho thuốc nãi, nãi chỉ làm cho ăn một bộ, giống như là Lý Lang Trung nói như vậy ăn đủ ba ngày, hắn đã sớm nên được rồi người cái này chết nhà đầu, đây là oán trách lên ta, thanh âm bén nhọn lại nổi lên, chúng ta người nông dân ra có mấy cái bị bệnh liền la hét uống thuốc. Còn chưa phải là sinh gần trọi cứng, thật sự không chịu đựng nổi mới nhìn lang trung. Ngươi lại là ó, ca của ngươi chẳng qua là phát một đốt thôi, sẽ khóc nháo cho ngươi cha đi cho mời lang trung. Ăn một bộ còn không tính xong, còn muốn ăn đủ rồi ba ngày một cái nông thôn tiểu tử nghèo, động lớn như vậy mặt mũi. Hốt thuốc bạc chẳng lẽ là theo trên trời rơi xuống tới. Hổ tử trong nhà không phải cho đưa tới bạc sao. Người ta nói rất rõ ràng, đây là tiếp tế ca tiền thuốc, tiểu cô nương bị nãi, nãi một hồi trách móc, không cam lòng cãi lại. Người ta ngày đó còn nói cho nhiều rồi nửa lượng bạc để cho ta mua chút đồ vật bổ thân thể đây, ta không phải giống nhau chẳng có cái gì cả mua để ăn như là bị cháu gái bóc gốc gác có chút cảm thấy ngượng ngùng còn có a à, cha ngươi ngày mai sẽ phải đi đón lão vương gia khuê nữ vào cửa nhị thúc ngươi thúc tu thắng sau phải muốn nộp ngươi tiểu cô qua nửa năm nữa liền muốn xuất giá nàng đồ cưới hiện tại cũng còn không có rơi trong nhà này kia kia không phải tiêu tiền địa phương chỉ riêng vì một cái có thể chịu qua đi bệnh vặt chúng ta này một đại gia đình thời gian liền cũng không cần qua à nha nhưng là nhưng mà cái gì nhưng là hai nữ người bình thường cũng không phải là một không hiểu chuyện ngươi nói một chút ngày mai nhưng là cha ngươi lớn thời gian này phòng không chuyển đi ra ngày mai như thế thả ngươi mẹ kế những thứ kia đồ cưới mẹ ngươi đi nhiều năm như vậy cha ngươi nhưng là thật vất vả gặp phải tốt như vậy nhân duyên không thể để cho hai ngươi cứ như vậy phá hư chứ ngoan ngoãn mang theo ca của ngươi đi trước nhà cũ có chuyện gì chờ ngươi mẹ kế qua môn lại nói đến lão nhị ngươi nhanh nhường một chút cho hai nữ con đường để cho nàng đỡ anh nàng đi qua nãi nãi anh ta không có tỉnh không làm được gì ta một người cũng nâng bất động hắn để cho ta cha giúp ta đỡ hắn đi qua có được hay không qua một lúc lâu giống như là biết rõ chống lại bất quá non nớt thanh âm bất đắc dĩ thỏa hiệp nói ngươi nhiều chuyện ngươi nâng bất động ca của ngươi đem hắn đánh thức là được quá mức quý thân thể động tĩnh lớn như vậy còn có thể ngủ đi cắn răng nghiến lợi vậy vừa nói vừa hướng nằm trên giường người đưa tay ra a à thần a à thần nhanh lên một chút ngày mai sẽ là nghênh nàng dâu thời gian trong nhà còn có rất nhiều địa phương không có thu xếp gọn gàng đây cũng không thể bởi vì ngươi chậm trễ nữa công phu a à cho là chỉ là mẹ đang nhìn máu chó phim bộ mới có náo nhiệt như vậy động tĩnh tôn thần đang muốn xoay người lại lần nữa tiến vào mộng đẹp bên hông liền bị người đại lực xoay ở ai u làm gì đây là giống như là không nghĩ đến đối phương sẽ có phản ứng lớn như vậy dùng tại bên hông khí lực nhỏ một chút thuấn ngay sau đó nhưng lại tăng thêm tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi a ta liền nói ngươi như thế thời gian dài như vậy còn chưa khỏe, đây là tại cho ta làm ra vẻ cố ý gây chuyện đúng không? Đừng quên ban đầu nói muốn rời ra ngoài ở nhưng là chính ngươi, vào lúc này coi như là muốn đổi ý cũng không thể khiến ngươi ý ở chỗ này rồi. Ngày đó nhưng là để cho Lý Chính đến giúp lấy chặt đứt kiện cáo, ngươi cũng đều ngạnh khí mà ngay trước hắn và trong tộc trưởng bối mặt nói rằng mạnh miệng, nói muốn lập tức dọn ra ngoài còn nói chính mình loại trừ nhà cũ cái gì cũng không muốn, không để ý tới bên người lải nhải không ngừng, tôn thần vào lúc này một lòng chỉ hoảng sợ mở mắt nhìn. Đập vào mắt là một gian hắc mông mông nhưng không có gì khó ngửi mùi thổ phôi phòng, không coi là nhiều đại, cũng chỉ có 10 cái bình phương. Bởi vì không có bày ra gì đó đồ gia dụng, không gian ngược lại lộ ra chẳng phải nhỏ hẹp, chỉ bất quá cả phòng bởi vì chỉ có một cái một thước thấy phương cửa sổ nhỏ, ánh sáng rất là không tốt. Giống vậy dùng thổ phôi làm trên giường, đã sớm phai màu chăn bị giặt sạch sẽ, mặc dù miếng vá rất nhiều, tuy nhiên lại bị tỉ mỉ đường may khâu vá sửa lại rất là chỉnh tề. Cúi đầu nhìn đến trên người mình mặc lấy giống vậy vá chẳng vá đục màu xám vải thô y phục bởi vì thời gian dài nằm trên giường, phía trên có rất nhiều nếp nhan kháng dọc theo đứng hai người một người mặc rõ ràng cho thấy mới làm lam sắc miên bố vạt áo trên áo choàng ngắn dài một đôi đổ mắt tam giác phụ nhân còn đang há hốc mồm không ngừng cầu nhau còn bất chợt lấy tay hướng về phía trên giường mình và một cái khác giống vậy mặc lấy cũ nát áo quần thân thể nho nhỏ chỉ chỉ chỏ chỏ một cái khác nhưng yên lặng không nói mặc cho thân phận là nãi nãi người đem ngón tay đâm về mình đã bị đâm được sợi tóc ngổn ngang đầu theo ngón tay động tác, nàng đầu thỉnh thoảng nghiêng về một bên, có thể suy ra, ngón tay chủ nhân đến cùng dùng bao nhiêu lực khí. Có thể tiểu cô nương này nhưng giống như là đối với cái này đãi ngộ thành thói quen, cũng không ẩn núp, cũng không trả đũa, chỉ thật chặt mân im miệng. Nhìn đến tôn thần tỉnh lại trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, một mặt xòe bàn tay ra, sờ ở tôn thần trên chán. Ca, người đã tỉnh, thế nào, có còn hay không khó chịu chỗ nào? có muốn uống chút hay không nước, người tốt mấy ngày không có ăn cái gì, đói bụng đến tàn nhẫn chứ. Người trước chờ ha, ta đây liền cho ngươi đi làm một chén cháo. Vừa nói liền muốn xoay người rời đi kháng dọc theo. Ai, ngươi cái này chết nha đầu. Trưởng bối ở chỗ này còn không có giáo huấn hết lời, ngươi liền gấp như vậy rời đi làm gì, còn đi làm cái gì cháo? Ca của ngươi vào lúc này tỉnh vừa vặn, nhanh lên một chút thu thập đồ đạc xong dọn đi nhà cũ đi. Minh Minh đã sớm đáp ứng chuyện tốt, nhìn hai huynh muội các ngươi gắng gượng cho kéo dài lâu như vậy. Anh ta mới tỉnh, không ăn một chút gì làm sao có thể có sức lực bước đi. Nhân lấy ca ca của mình tỉnh lại, tiểu cô nương giống như là tìm được dựa vào, giọng nói điều cũng không khỏi cao một chút ban đầu người nào lại không buộc hắn là ngươi ca tự mình nói phải dẫn ngươi tịnh thân ra nhà một chén cháo cũng phải một nhóm nhỏ bột bắp đây lão thái thái nghe một chút nàng lời này nóng nảy cũng không với các ngươi muốn mấy ngày nay tiền ăn uống rồi bất quá ăn nữa liền muốn theo hai ngươi sau thu khẩu phần lương thực bên trong khấu trừ được rồi mẹ một chén cháo ngươi với đứa bé tranh cưu gì đó chờ a thần uống xong ta sẽ giúp lấy hai nữ đem a thần đưa đến nhà cũ đi đứng ở cửa vẫn không có nói chuyện nam giới đứng dậy nghe được phụ thân mà nói tiểu cô nương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi nhìn nãi nãi tư thế nhưng là phải để cho ca ca đói bụng đi đây may ở nơi này cha bao nhiêu còn đọc bọn họ một điểm không có đem sự tình cho làm tuyệt ngươi cái này không có ý chí tiến thủ, hợp lấy các ngươi ra mấy cái rất tốt, chỉ ta một là cay nghiệt tôn tử. Suy nghĩ thật kỹ, ta như vậy rốt cuộc là vì người nào? Lão Thái Thái vừa nghe mình nhi tử mà nói, hùng hùng hổ hổ đạo, ta bất kể các ngươi, thích sao mà thế nào? Bất quá đến cùng còn là không cam tâm, không có đập cửa ra ngoài, cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào người khởi sướng tôn thần. Tại nãy nãy không ngừng ném qua tới mắt đau bên dưới khó khăn ăn xong một chén đặc cháo, tỉnh lại một mực ngốc lăng tôn thần lúc này mới từ trong kinh ngạc dần dần tỉnh táo lại. Chính mình, đây là xuyên qua rồi, dù là nhìn vô số xuyên qua tiểu thuyết, đồng thời cũng cảm giác mình bởi vì sinh không gặp thời, không thể tùy tâm sở dục ở trong xã hội thoải mái tay chân cho nên vô hạn hướng tới có khả năng một ngày kia thật xuyên qua đến một cái địa phương nào đó, lấy thành tựu chính mình nhân sinh đỉnh phong tôn thần chính mình, lúc này cũng bị kinh động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Du nhàn đại địa chủ lạt mễ bất thị mễ tôn ra. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com cho đến đỡ lấy như cũ vang lên ong ong đầu nằm ở nhà lá bên trong một chương cũ nát chiếu lên tôn thần mới hoàn toàn tiếp thu cái này với hắn gọi giống vậy làm tôn thần 17 tuổi thiếu niên trí nhớ nơi này là một cái tên là thiên khải vương triều thời đại bây giờ là thiên chuẩn ba năm mà hắn hiện tại lâm ra thôn là thiên khải vương triều chỉ hạ chắc quận hạ hạt bên trong một cái tiểu sơn thôn cho tới nơi này cách Thiên Khải Vương triều đô thành Ninh Thành có xa lắm không? Theo trong thôn Hoàng Tú Tài nói, ngồi xe ngựa muốn không ngủ không nghỉ mà vượt qua hơn nửa tháng. Tôn gia tổ tịch bản không ở nơi này, mà là ở cách nơi này có hơn 200 dặm mà một cái khác quận Nhữ Châu. Tôn Thần gia gia lúc còn sống, bình thường sẽ cùng tiểu bối nhấc lên bọn họ này một phòng tại 70, 80 năm trước bởi vì chiến loạn chạy nạn lưu lạc đến nơi này trước tại tổ tịch mà có phong quang giường nào? Tôn thần phụ thân tôn chu huynh đệ ba cái, bởi vì lão đại tôn tề quen sẽ ở lưỡng lão bên cạnh làm việc. Hù dọa được lão hai cái một mực coi trọng cái này tại trấn trên lưu địa chủ trong nhà làm phòng kế toán tiên sinh con trai lớn liếc mát. Lão đại nàng dâu nhà mẹ tại trấn trên, lại kinh doanh một gian không nhỏ tử lầu, để cho tôn dương thị tại hàng xóm láng giềng trước mặt được không ít tân bốc cho nên tôn dương thị đối với cái này mặt nói chuyện với nàng cũng phải nâng cao cầm con dâu đều là tiểu ý nghênh nám. Bình thường lão đại một nhà cũng ở tại trấn trên, mỗi lần về nhà đến, đều là tới lúc lưỡng thủ không không, lúc đi bao lớn bao nhỏ. Nhất là thu hoạch vụ thu lúc, cũng không biết có phải hay không là sẽ tính, mỗi lần đều là trong ruộng công việc toàn làm xong, còn kém cuối cùng giao công lương rồi lão đại một nhà cũng đánh trợ giúp trong nhà thu hoạch vụ thu cờ hiệu về nhà tới giao công lương lúc lão đại tôn tề tự nhiên mượn cơ hội này tại hương thân trước mặt lộ ra khuôn mặt cũng tại hắn nói khoác mà không biết ngượng tuyên dương xuống lúc đi loại trừ mang đi một xe ngựa lương thực cả nhà bọn họ cũng thu hoạch đường phố láng giềng nhất trí khen mà thi đậu tú tài lão tam tôn bân, nói là lão hai cái con ngươi cũng không quá đáng, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ không cần hắn hỏi tới không nói, mỗi lần theo trong huyện học đường về nhà. Lão tôn đầu cùng tôn dương thị tổng yếu đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí ân cần hỏi han. Học đường thúc tu tự không cần phải nói, loại trừ muốn mang đi khẩu phần lương thực, chỉ là mỗi tháng sinh hoạt phí, tôn bân liền muốn mang đi hai lượng bạc trong nhà có hai cái yêu cầu cẩn thận cung tổ tông làm là trong nhà lão nhị tôn chu dĩ nhiên là muốn làm cung lão tôn đầu cùng tôn dương thị cái kia cho nên từ lúc tôn thần mẫu thân tôn lý thị vào cửa hãy cùng tôn chu hai người làm trong nhà ngoài nhà sở hữu làm lụng lên so với gà sớm mệt mỏi nhưng như chó chính là cái đôi này chân thực miêu tả cho dù là như vậy tại tôn thần nãi nãi tôn dương thị trong mắt đối với cái này cùng lão nhị giống nhau trầm mặc ít nói chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra nhị nhi tức một chút cũng vui mừng không đứng lên ở trong mắt nàng một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng nhị nhi tức để cho nàng tại đường phố láng giềng bên trong bị chế giễu thuần túy là cố ý bại hoại nàng danh tiếng người nhìn lão đại gia, lần nào không phải nói với người khác chính mình cái đối đãi người thân dày, đem con dâu làm khuê nữ giống nhau tốt bà bà. Cả ngày bị tức túi giống nhau khuôn mặt nhìn liền phiền. Biết rất rõ ràng mẹ không định gặp chính mình bà nương, có thể tính khí mềm nhũn lại ăn nói vụng về tôn chu chỉ có thể ở mỗi lần nàng dâu bị tức sau đó khuyên giải an ủi nàng ẩn nhẫn bà bà không định gặp, đương ra lại là này dạng một bộ dàn xếp ổn thỏa thái độ, vốn là tại nhà mẹ bên trong nuông chiều từ bé nhất phái ngây thơ tôn lý thị lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ lúc đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nhặt nhà chồng lời hay nói. Để cho suy nghĩ giúp nàng tại nhà chồng đòi công đạo cha mẹ huynh đệ cắn răng nghiến lợi, thật là hận thiết bất thành cương không có cách nào tự mình khuê nữ, em gái, nói không có bị tức, người nhà mẹ đẻ tự nhiên không tốt đi nhà chồng nói, chỉ có thể trong tối giúp đỡ xuống. Tôn thần mẫu thân bởi vì sinh ra tôn thần lúc không có nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức, hơn nữa thường xuyên tháng dài gian khổ làm ra, tình trạng cơ thể một mực không tốt. Tại tôn thần 11 tuổi một năm kia, bởi vì tại cửa thôn bờ sông nhỏ giặt quần áo lúc không cẩn thận trượt vào mới vừa biến hóa đông trong sông chịu rồi phong hàn từ nay về sau liền rời không được lọ thuốc rồi thân thể nhưng là càng ngày càng suy yếu hai năm sau đến cùng bỏ lại nhỏ tuổi hắn và chỉ có tám tuổi muội muội qua đời cứ việc khi đó tôn thần cùng muội muội đều đã coi như là hiểu chuyện muội muội liền đơn giản một chút thức ăn cũng có thể làm được tôn thần càng là tiếp theo phụ thân mỗi ngày đi trong ruộng làm lụng làm hơn nửa cái đẹp mắt kỹ năng nhưng là không có mẹ hài tử đến cùng đáng thương, phụ thân Tôn Chu lại vừa là một cái đại hiếu tử, trong nhà phần lớn thu vào cũng để cho hắn cái kia mẹ cho hù dọa lấy đi. Lưu lại gần đủ ba người bọn họ ăn uống, tôn thần huynh muội hai cái bình thường liền thức ăn mặn đều không? Mặc dù ra mấy cái thời gian kham khổ, có thể tôn chu vốn cũng không phải là cái loại này sẽ khắt khe, khe khắt hài tử người tôn thần cùng muội muội loại trừ thỉnh thoảng sẽ chịu nãi nãi cùng bá mẹ đường phố chế diễu, ngược lại cũng trải qua tự tại. Không nghĩ đến ngày vui ngắn ngủi, tôn dương thị tại đại nhi tức dưới sự cổ động, vậy mà nhớ lại giúp tôn chu đòi vợ kế. Là tôn chu chị dâu nhìn nhị thúc tử một nhà đáng thương sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì ít đi nhị đệ muội này một cái nhân công, lão tôn đầu lại tại tôn lý thị qua đời một năm sau bệnh qua đời hai năm qua việc đồng áng tính toán làm không có quá khứ nhanh rồi mà bọn họ mỗi một năm về nhà thời gian đều là cố định, đánh giúp trong nhà làm việc cơ hiệu trở lại. Công việc làm xong tự nhiên không cần làm, nhưng nếu là không có làm xong. Cho nên hai năm qua lão đại tôn tề, thậm chí vợ hắn tôn vương thị, tôn tề nhi tử tôn phù hộ, cũng sẽ bị ép lên trên mấy lần mà làm việc. Sửa đổi mỗi lần về nhà ngày tháng. Như vậy sao được? không nói lúc trước mỗi lần kéo dài về nhà sẽ để cho đường phố láng giềng suy nghĩ nhiều chỉ riêng tôn tề chủ nhân nơi đó sẽ không tốt điều chỉnh thời gian xin nghỉ trải qua cẩn thận lại nghiêm khắc tìm kiếm tại tôn dương thị nhà mẹ chị dâu giới thiệu một chút cuối cùng giúp tôn chu tìm được nguyện ý kết thân đối tượng đối phương là cái quả phụ, có một cái 10 tuổi con gái, bộ dáng chu chính, lúc trước nhà chồng vì có thể có người làm việc, sống chết không chịu để cho nàng tái giá, đoạn thời gian trước khuê nữ bị bệnh. Nhà chồng không nghĩ cầm tiền thuốc thang chữa trị, này mới chuẩn miệng để cho nàng mang theo khuê nữ tái giá. Tuy nói không muốn xính lễ, có sẵn nhìn lang trung tám lượng bạc nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ, còn không tính cả về sau hốt thuốc nhìn lang trung chi tiêu lại là một quả phụ mang theo con ghẻ, người bình thường ra thật đúng là không vui kết thân, có thể tôn ra coi trọng là nàng có thể làm. Theo tôn dương thị chị dâu nói, nữ nhân này loại trừ số mệnh không tốt trong nhà ngoài nhà xử lý được không thể so với tôn lý thị sai. Trọng yếu một điểm là thân thể so với đã từng tôn lý thị tốt hơn nhiều, quanh năm suốt tháng chưa từng có đau đầu nhức óc này nhưng là một cái thật to ưu điểm, so sánh tôn lý thị. Được tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc nha. Cái kia con ghẻ tuy nói còn muốn ăn một đoạn thời gian dược, nhưng lại theo Tôn Lý thị tình huống không giống nhau, luôn sẽ có thời điểm tốt, chờ sau này kết thân lúc còn có thể được một phần xính lễ. Tôn Dương thị tính thế nào như thế thích hợp. Vốn là Tôn Chu đối với chuyện này là phản đối, hắn nguyên bản định rất đơn giản, chính mình có con trai có con gái, khổ đi nữa chịu đựng mấy năm cho nhi tử cưới nàng dâu, khuê nữ nói nhà chồng không phải là dơ cao chờ hưởng phúc sao? Nhưng là tôn tề làm sao sẽ để cho hắn như ý, đối với đệ đệ mình tận tình khuyên bảo khuyên giải, cuối cùng đều nói đến nếu như tôn chu không đáp ứng tiếp theo cưới, chính là không hiếu thuận lão nương. Hàng xóm láng giềng cũng sẽ nói huynh đệ mình không thuận, không có chút nào là độc thân tôn thần lo nghĩ, đây chính là vùi lấp huynh đệ ở bất nhân bất nghĩa rồi. Làm là đại hiếu tử, tốt đệ đệ tôn chu chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng du nhàn đại địa chủ lạt mễ bất thị mễ nguyên do nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tôn chu đáp ứng làm là nhi tử tôn thần nhưng không muốn lão thái thái vừa nhìn được a à, đây chính là thật to không vâng lời bất hiếu nha như vậy đầu kiên quyết không thể mở vì vậy lão thái thái tại tôn chu bên cạnh lại vừa là khóc giống lại vừa là tìm cái chết nói tóm lại một câu nói tôn chu nếu không liền nghe nàng mà nói đàng hoàng lấy vợ nếu không sẽ chờ cho nàng cái này khổ mệnh mẹ nhặt xác lúc này gặp thay nhau oanh tạc biến thành tôn thần cũng mặc kệ là đại bá đại bá mẹ tam thúc vẫn là trong thôn trưởng bối đến tôn thần nơi này cắn chết chính là không đáp ứng hỏi hắn nguyên nhân hắn cũng không nói chỉ trầm mặc làm hắn lúc trước công việc sau đó hắn bà nội tìm tới với hắn chơi thật tốt đại tráng làm thuyết khách, nào biết đại tráng với hắn hai người ở trong phòng đích lầm bẩm hồi lâu, cuối cùng đồng dạng là không công mà về. Tôn thần trong lòng thật ra biết rõ, phụ thân tục huyền chuyện như vậy hắn làm là nhi tử cuối cùng là chống lại không qua cho nên ở người nhà uy hiếp nàng nếu như không đáp ứng đem hắn từ nơi này trong nhà phân đi ra lúc hắn thuận thế liền cái miệng đáp ứng còn nói lên nhất định phải mang theo muội muội không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra muội muội một mặt mờ mịt nhưng thức thời mà không có lên tiếng hỏi dò ca ca rốt cuộc là ý gì có mẹ kế về sau sẽ có cha kế tôn thần giống như là đang lầm bầm lầu bầu Nãi nãi tức giận, lập tức chỉ hắn mũi mắng hắn thằng nhóc con vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu, đại bá tam thúc càng là một mặt phức tạp nhìn lấy hắn. Không để ý tới những người khác, nói những lời này sau đó, tôn thần chỉ chữ không nói mà chờ cha làm quyết định. Ngay tại tôn chu theo trong mơ hồ phục hồi lại tinh thần, phát hiện nhi tử ý đổ lại là muốn theo chính mình đoạn tuyệt quan hệ hắn vốn là có chút uốn lượn sống lưng trong nháy mắt suy sụp đi xuống một đoạn nhìn về phía tôn thần trong mắt là không che giấu được thất vọng cùng căm giận hắn tự nhận mặc dù không có để cho tôn thần huynh muội trải qua cái gì tốt thời gian đối với hắn lưỡng nhưng cũng là chân tâm thật ý có thể nhi từ vậy mà bởi vì chính mình muốn lần nữa lấy vợ liền kịch liệt như vậy phản đối cho dù chính mình cưới vương thị không phải là hắn và hai nữ cha sao cái kia vương gia quả phụ mình đã từng thấy, theo A thần mẹ hắn tính tình không sai biệt lắm, ngày sau vào cửa cũng sẽ không đối với hắn lưỡng quá mức hà khắc trong lúc nhất thời. Tôn Chu buồn bực không thôi. Hắn đi tới Nhi từ bên cạnh, cũng muốn hỏi hỏi hắn là thế nào muốn, nếu như thật sự là không tiếp thụ nổi, vậy hắn liền. Chỉ có một người mang theo Nhi nữ như vậy qua đi xuống cho dù bị mẫu thân huynh đệ nói bất hiếu bất nghĩa, hắn cũng không thể thật để cho làm quyên lưu lại hài tử bị ủy khuất. Đang muốn mở miệng, hắn nhìn đến nhi tử đối với chính mình nháy mắt. Hắn hiểu được đây là muốn chính mình án binh bất động ý tứ. Cứ việc đầy đầu nghi ngờ, nhưng nhịn được không có mở miệng. Mẹ, đại ca, tam đệ, các ngươi đi về trước đi. Để cho ta theo A thần thật tốt nói một chút, hắn sẽ đáp ứng đem hùng hùng hổ hổ tôn dương thị cùng tôn tề tôn bân huynh đệ đưa đi sau đó tôn chu hai cha con cái ngồi xuống nói đi tại sao thì không muốn ta tái giá vợ không ta không có nghĩ như vậy tôn thần lắc đầu kia tại sao không đồng ý vương ra em gái nàng người kia ta nhìn con cũng không tệ lắm mặc dù chỉ gặp qua một lần có thể tôn chu đối với vương quả phụ ấn tượng lại không tệ biết rõ hắn là một tốt không gặp qua rồi môn liền cho nhi nữ khí chịu tôn thần dĩ nhiên không phải không tha cho cha tái giá cũng không là ghét bỏ đối phương là cái quả phụ càng không phải là sợ mẹ kế sẽ khắt khe khe khắt chính mình cha ta muốn về sau hôn sự tự cầm chủ ý cúi đầu do dự trong chốc lát tôn thần mới cùng phụ thân ngửa bài còn có hai nữ, ta không muốn để cho ta nãi cùng đại bá bọn họ cho nàng an bài hôn sự. Tự làm chủ, vậy sao được, chúng ta thiên khải vương chiều theo quan to hiển quý đến người buôn bán nhỏ, không đều là tuân theo cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Người xem ngay cả cha ngươi ta chọn một vợ kế, cũng phải nghe ngươi sữa tôn chu nghe được nhi tử mà nói lập tức lắc đầu. Người đó biết rõ bọn họ về sau sẽ cho ta, cho hai nữ an bài cái gì dạng an bài dạng gì là dạng gì thôi tôn chu cười ngươi nãi là thân còn có thể hại các ngươi không được ta là đứa con trai kiểu nào đã thành nếu là chờ hai nữ kết thân lúc bọn họ vì xính lễ cho nàng tùy tiện gả người ta bất kể là mù què ngốc khờ làm sao giờ không không thể nào tôn chu rất muốn lớn tiếng khiển trách nhi tử có thể tinh tế suy nghĩ một chút hắn trong lòng cũng không chắc chắn rồi A à thần là cháu trai ruột, lão nương bao nhiêu sẽ cố kỵ một ít, có thể hai nữ. Nhìn, liền ngươi cũng không thể bảo đảm chứ. Tôn Chu phản ứng tôn thần không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ, thời gian qua trọng nam khinh nữ nãi nãi rốt cuộc có bao nhiêu không định gặp hai nữ. Đừng nói nàng đứng đầu không coi trọng Tôn Chu khuê nữ hai nữ, ngay cả Tôn tề hòn ngọc quý trên tay Tôn Tiêu Vũ, nàng cũng cả ngày ở sau lưng nói lão đại một nhà không nghĩ ra. Đối với cuối cùng muốn tặng cho người khác thường tiền hàng tốt như vậy, đến lúc đó phải muốn bao nhiêu lễ vật đám hỏi tiền mới được hai nữ không có tôn tiêu vũ biết ăn nói tại lão thái thái bên cạnh không có chút nào được ưa chuộng bình thường đều không một sắc mặt tốt đến lúc đó còn không bị nàng tùy ý đắn đo em gái mình đối với nàng tốt còn đến không kịp tại sao còn muốn muốn để mặc cho nàng chịu về sau có thể không cần chịu ủy khuất nhưng là ta sợ tự các ngươi sẽ không chiếu cố mình Tôn Chu muốn nói lại thôi, đem không có trưởng thành nhi nữ phân đi ra ở riêng, bọn họ nhỏ như vậy, về sau làm sao qua sống? Ta cùng hai nữ đều không nhỏ rồi, hai năm qua nãy nãy bọn họ không có như thế quản chúng ta, chúng ta cũng không không có đói bụng. Về sau không cần giúp ta nãy thay đại bá tam thúc làm việc, làm bao nhiêu bao nhiêu, hai ta chỉ có thể tốt hơn tôn thần nhìn ra cha do dự, lại bỏ thêm một cây đuốc, còn là nói ngươi nghĩ nhìn ta cùng muội muội về sau mặc ta sữa cùng đại bá bọn họ định đoạt. Hoặc là sợ về sau chúng ta lan lộn được rồi, quên ngươi cái này cha ruột, không phải. Ta, vậy không liền kết. Cha, cho dù ta cùng hai nữ phân đi ra, nên hiếu thuận ngươi ta cũng sẽ không thiếu, tôn thần bảo đảm nói cúi đầu trầm mặc nửa giờ, tôn chu cuối cùng quyết định, được ta đi kêu lý chính bọn họ đi tới, chúng ta tách ra. Bất quá này tách ra nguyên do phải sửa đổi một chút, tôn chu đi tới cửa, lại lộn trở lại theo nhi tử dặn dò, không phải ngươi bất mãn ta lấy vợ muốn tách ra. Là ta chê các ngươi gánh nặng muốn phân đi các ngươi, tâm tư nhất chuyển, tôn thần liền hiểu phụ thân dụng ý, nhìn hắn lúc rời đi hơi có chút còng lưng bóng lưng, không khỏi hốc mắt nóng lên. Ca, cha biết rõ ghét bỏ chúng ta gánh nặng. Một bên hai nữ cho dù đã biết làm bình thường đại nhân tài biết làm việc nhà, rốt cuộc là đứa bé, nghe được phụ thân mà nói khó tránh khỏi có chút khổ sở. Không phải, sao có thể chứ, chúng ta hai nữ như vậy có thể làm tôn thần phục hồi lại tinh thần, hướng về phía muội muội lắc đầu. Vậy hắn tại sao muốn như vậy nói, vì đối với chúng ta tốt. Tôn Thần một bên sờ nàng có chút khô héo tóc, một vừa suy nghĩ về sau muốn cho nàng ăn nhiều một điểm tốt. Tại bọn họ như vậy tiểu Hương thôn, thậm chí tại toàn bộ Thiên Khải Vương triều, chủ động nói lên tách ra hậu bối đều không biết được cái gì tốt phong cách đánh giá. Phụ thân sở dĩ nói là chính mình muốn tách ra thì không muốn để cho chuyện này trở thành sau này mình một cái chỗ sai, để cho người khác nghị luận mà chính hắn, tại đón dâu vợ kế trước đem kết tóc thê tử lưu lại vị thành niên nhi nữ phân đi ra ở riêng, thấy thế nào như thế giống như là tại bỏ rơi trách nhiệm. Dù nhàn đại địa chủ lạt mễ bất thị mễ đồng bạn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau đó sự tình cũng rất thuận lợi. Tôn thần như nguyện theo sát phụ thân phân ra, hơn nữa bởi vì cha theo lý chính cùng các tộc lão nói ra tách ra nguyên do, lấy được bọn họ một sóng lớn đồng tình vốn là y theo tôn dương thì ý tứ cái gì cũng sẽ không phân cho hắn tôn thần mình cũng không nghĩ muốn theo trong nhà muốn cái gì còn não thu ruộng kêu lên muốn Tịnh thân ra hộ khẩu số có thể tại các tộc lão kiên trì cùng tôn thần âm thầm tỏ ý xuống tôn thần cùng muội muội phân đến rồi hơn 80 cân bột ngô cùng 50 cây di hạt cao lương chén đũa lưỡng trả thiết khẩu nồi một cái hơn nữa một khối có tới lưỡng mẫu nửa thượng đẳng ruộng cùng mang theo hai gian nhà lá tổ trạch bản đến nơi này toàn bộ sự tình đã coi như là giải quyết tốt đẹp chỉ chờ đem thường xuyên không người xử lý nhà lá thu xếp thu xếp sau đó dọn nhà là được thật không nghĩ đến tại tôn thần đi sau núi chặt cây chi dùng làm tu bổ nhà lá bên ngoài hàng rào lúc ra một điểm ngoài ý muốn sau núi dưới chân có một cái không tính lớn cái ao, trong thôn hài tử Hạ Thiên Bình thường sẽ ở bên trong tám. Có thể bởi vì trong hồ nước mực nước không cạn, bọn họ phần lớn sẽ chỉ ở bên hồ nước lên hoạt động. Hết lần này tới lần khác tại tôn thần đi qua thời điểm, đụng phải hồ tử cùng mấy cái tiểu đồng bọn tại đấu khí, xem ai có thể bơi tới khoảng cách trong hồ nước gần đây vị trí đi qua so đấu hồ tử du được xa nhất khoảng cách trong hồ nước gần đây đắc ý ở trong nước ghim lên hụp đầu xuống nước nho nhỏ hài đồng đều không có bao nhiêu được mất tâm thấy có người có thể lợi hại như vậy cứ việc lợi hại không phải mình cũng không khỏi ở một bên nhảy cẫng hoan hô lên tôn thần chính là chỗ này lúc từ nơi này đi qua nghe bọn nhỏ tiếng hoan hô tôn thần cũng cảm thấy khoảng thời gian này tới nay bởi vì phải theo trong nhà tách ra mà một mực kiềm chế tâm tình cuối cùng nhẹ buông lỏng một chút không khỏi nghỉ chân ở nơi đó nhìn một hồi chờ tất cả mọi người đều lên bờ về sau mới phát hiện bơi ở cuối cùng hồ tử không thấy bóng dáng bao gồm tôn thần ở bên trong tất cả mọi người có chút nóng này Hồ Tử Thủy tính rất tốt, lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng, mà nếu như hắn thật ngoài ý, vậy coi như sẽ là đại sự. Hốt hoảng mọi người rối rít một lần nữa xuống nước đi tìm. Lại trừ cái ao chính giữa nơi đó, địa phương khác cũng để cho mọi người tìm một khắp, vẫn là không thấy hồ Tử tung tích. Có thể trong hồ nước, người bình thường thật đúng là không dám đi qua loại trừ trong hồ nước nước quá sâu cũng bởi vì từ trước đến nay trong thôn này một mực lưu truyền một cái đáng sợ quỷ cố sự nói cái ao chính giữa ở một cái yêu quái cái này yêu quái tính cách rất là quỷ dị cái ao bất kỳ xó xỉnh nào đều là an toàn nhưng là bất luận kẻ nào đặt chân cái ao chính giữa dù là một bước cũng sẽ bị hắn ăn lúc đầu còn có thủy tính người tốt không tin cái kia tạc cố ý đi trong hồ nước thám hiểm có thể tại từng cái dám can đảm đụng chạm cái này lôi khu người rối rít có đi mà không có về lúc cái này thì không chỉ là một cái quỷ câu chuyện nhìn đến người khác cũng không dám đi cứu hồ tử tôn thần trong lòng chính nghĩa cảm bỗng nhiên nhộn nhịp hắn lần lượt tận khả năng nhiều hít hơi sau đó đâm vào trong hồ nước đáy nước kiểm tra cuối cùng tại lần thứ sáu lặn xuống lúc trộm được bởi vì tại đáy nước bị bèo cuốn lấy đã sớm uống đủ rồi nước không thể lại nhúc nhích hồ tử cuối cùng hồ tử thành công được cứu tôn thần cũng phá vỡ cái kia không thể tại trong hồ nước sống sót tính mạng tiếng đồn trong lúc nhất thời tôn thần ở nơi này một ít đồng bạn trong lòng hình tượng cao lớn lên theo sau đó đại tráng hình dung đều nhanh muốn vượt qua trong thôn tư thục bên trong hoàng tú tài thành công cứu một mạng người tôn thần nhưng cũng vì vậy bị bệnh uống muội muội cho nấu đuổi hàn canh gừng không ngừng không có chuyển biến tốt càng tại ngay đêm hôm ấy phát động sốt cao hơn nữa không biết có phải hay không là vì nghiệm chứng trong ao quả thật có yêu quái tiếng đồn thân thể căn cơ cực tốt tôn thần lần này vậy mà một bệnh không nổi được cứu hồ từ một nhà nghe nói tôn thần bị bệnh đưa tới năm lượng bạc làm là cứu mạng tạ lễ hơn nữa sợ tôn chu không thu còn nói cho tôn thần mời lang trung hoa còn lại tiền để cho tiếp theo bị giật mình tôn dương thị mua vài món đồ bổ thân thể làm là hiếu tử Tôn Chu nghe lời này một cái tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nhưng cũng bởi vì hồ tử gia này lời nói khách sáo. Để cho Tôn Dương thị có nuốt riêng những bạc này lý do chính đáng người ta có thể nói, để cho nàng thật tốt bổ thân thể đây. Cho tới Tôn Thần chỉ bất quá phát một đốt mà thôi, sớm muộn cũng sẽ thật là là. Lại không nghĩ rằng bởi vì Tôn Dương thị khát khe, khe khát chân chính Tôn Thần thật ném mạng nhỏ, hiện tại cái này Tôn Thần chẳng qua là đến từ thế kỷ 21 lập trình viên tôn thần một luồng hồn phách. Nhớ tới đây, đón nhận mình quả thật đã xuyên qua tới tôn thần, đương nhiên, này tôn thần đã sớm không phải kia tôn thần mới thật dài hư ra một hơi thở. Thật may a à, thật may, thật may kia tôn chu không phải là một chết khờ, còn biết đỡ lấy tôn dương thị cùng hai cái huynh đệ áp lực cho nhi tử lưu lại dựa vào sinh tồn lưỡng mẫu nửa thổ địa cũng thật may ban đầu cái kia tôn thần không có bởi vì có cốt khí mà một vị kiên trì thật tịnh thân ra nhà nếu không hiện tại hai huynh muội bọn họ há chẳng phải là không ngừng sẽ bụng ăn không no còn liền một cái tránh thân chỗ cũng không có mà nghĩ đến chính mình tại lúc trước thế giới bên trong ba mẹ tôn thần ánh mắt ảm rồi đi xuống cũng không biết nhìn đến chính mình một ngủ không nổi sau đó nàng sẽ có bao thương tâm bất quá không có người lại để cho nàng khắp nơi bận tâm nàng hẳn sẽ cảm thấy dễ dàng không ít chứ nàng theo trong di ảnh mình nói chuyện lúc có thể hay không giống như là đi theo vùng khác đi làm ba ba gọi điện thoại như vậy mỗi ngày báo cáo ba bữa cơm ăn gì đó đã ăn bao nhiêu cho tới cha thiếu một người quanh năm suốt tháng địa khí hắn trên mặt hắn nếp nhăn có thể hay không sinh thành được chậm một chút ai không muốn nếu ta đến nơi này nói không chừng ban đầu cái kia tôn thần chính là theo ta lẫn nhau đổi thân thể đây nếu quả thật là như vậy cái kia tôn thần sẽ đem mình cha mẹ trở thành là hắn giống nhau hiếu kính chứ có lẽ so với chính mình làm cũng còn khá đây ha ha chị u buồn trong chốc lát thời gian qua được xưng đánh con rán bất tử tôn thần vẫy vẫy đầu đại tráng ca ngươi qua đây á, ngoài nhà vang lên hai nữ tiếng vui mừng thanh âm. Ừ, mẹ ta trưng bột bắp bính tử, cho ngươi lưỡng cầm bốn cái, vừa vặn đủ hai ngươi ăn một bữa. Cho dù là vẫn còn ở vào đổi giọng kỳ khàn khàn giọng nói, cũng có thể nghe ra chủ nhân thanh âm là một cái cởi mở thiếu niên. Cảm ơn cây cột thím, cảm ơn đại tráng ca, đại tráng mau vào. Tôn Thần biết rõ đây là chính mình bạn tốt nhất, liền ban đầu dự mưu tách ra chương trình đều là hai người thương lượng với nhau đi ra, còn không có gặp mặt. Tôn Thần liền đối với cái này đại tráng rất có mấy phần hảo cảm. Động còn chưa khỏe, thật sự thành ma bệnh à nha, nhìn đến chính mình tốt đồng bạn kia sắc mặt tái nhợt, đại tráng nhíu mày một cái. Đi ngươi, kia sao có thể chứ, Tôn Thần ngồi dậy, giơ cánh tay lên cho hắn một quyền chỉ bất quá bởi vì thân thể suy yếu, một quyền này cũng chẳng có bao nhiêu sức đặt tại đại tráng trên người theo gãi ngứa không sai biệt lắm. Là tách ra dự định, tôn thần đã sớm có, bởi vì nãy nãy đối với hắn cha tôn chu, còn có huynh muội bọn họ hai cái khắt khe, khe khắt, hắn theo đại tráng than phiền qua không chỉ một lần cũng ước mơ qua vô số hồi một nhà ba người phân đi ra qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn tốt đẹp cảnh tượng, chỉ bất quá vẫn không có tìm tới thích hợp cơ hội thôi. Nguyên bản hắn dự định là như thế nào tìm cái lý do cùng phụ thân cùng nhau bị Tôn Dương thị phân đi ra ở riêng, lần này lại chỉ làm được một nửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Dù nhàn đại địa chủ Lạt Mễ bất thị mễ đại tráng, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com thế nào hai ngày nữa có thể lên núi không đại tráng cười một tiếng nếu không chúng ta chờ chút trở về lại theo nhị thúc ta đi đây cũng là hai người sớm nói tốt bởi vì hiện tại trong đồng không có việc gì chờ tôn thần dọn nhà liền cùng đại tráng cùng nhau tiếp theo trong thôn thợ săn cũng là đại tráng hắn nhị thúc lâm thiết cày lên núi học săn thú không cần, ta lại nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên chỉ định có thể tốt, tôn thần lắc đầu một cái. Nói thật, cứ việc tôn thần trong đầu nắm giữ lúc trước sở hữu trí nhớ, khiến hắn đi trong ruộng làm việc, thật là có chút ít đánh sợ. Tại ban đầu thế giới bây giờ, đem mạch miêu trở thành rau hẹ người nhiều không kể xiết, tôn thần tuy nói không đến nỗi gây ra trò cười như vậy. Nhưng cũng là cho tới bây giờ không có làm qua việc đồng áng, bởi vì nhất thời khốn khổ mà làm những công việc này tính toán hắn không phải là không thể tiếp nhận nhưng hắn cũng muốn thử nhìn một chút mình có thể hay không làm chút ít đường sau này mình biết làm gì đó tôn thần còn không có một cái rất tốt hoạch định lại trừ lập trình viên tôn thần chưa từng có đừng bất kỳ hành nghề trải qua nhưng hắn lúc trước học tập lập trình kiến thức nhưng ở nơi này không có đất dụng võ chút nào có thể tiếp theo đại tráng nhị thúc đi trên núi săn thú chính là tốt nhất một cơ hội nếu như đủ may mắn nói không chừng còn có thể có cái gì đại thu hoạch có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới có thể kiếm tiền lại thích hợp bản thân làm việc đối với tôn thần vô cùng trọng yếu phân tới lương thực ti nói không hề ít có thể vẫn là không đủ để khiến hắn cùng muội muội hai người chống đỡ đến thu hoạch vụ thu tiền bạc nãi nãi tôn dương thị càng là một đồng tiền đều không cho vạn nhất hắn và muội muội hai người có cái đau đầu nhức óc liền mời lang chung tiền đều không lấy ra được hắn nhất định phải bắt lại cơ hội lần này tốt lắm, cha ta nói nhị thúc hậu thiên liền sẽ trở lại, sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó hai chúng ta hãy cùng hắn lên núi. Tôn thần phản ứng hiển nhiên tại đại tráng như đã đoán trước, hắn cười một tiếng trả lời. Ngắm nhìn bốn phía, hai ngày này có cái gì sống muốn làm, cứ việc giao cho ta, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, cũng tốt tích góp chút ít khí lực, ừ, sẽ không cùng ngươi khách khí hai người lại nói một trận lời ong tiếng ve đại khái là thương lượng đến lúc đó yêu cầu mang những thứ gì lên núi hai nữ tại phòng bếp bên kia đã đem cơm cho làm xong ca các ngươi nhanh tới dùng cơm đi ngươi đi ăn đi ta liền đi về nhà trước ngày mai ta tới nữa đại tráng vỗ vỗ tay đứng dậy đi về phía cửa ăn chung đi tôn thần gọi hắn lại không được, ta lấy tới bính từ không nhiều, chỉ đủ hai người ăn, mẹ ta kể rồi sẽ cho ta phần cơm, đại tráng cự tuyệt nói. Không cần đại tráng ca, đồ vật đủ ăn. Hai nữ kéo đại tráng, lại thần thần bí bí hạ thấp thanh âm bổ sung nói, mới vừa cha đưa chúng ta khi đi tới, len lén cho ta nhét nhiều cái cây thanh hao ổ ổ đây. Tôn thần nghe nói như vậy, trong lòng ấm áp, hắn đến cùng vẫn là ghi nhớ lấy hai huynh muội bọn họ đây. Ta đây sẽ không khách khí hà a. À. Nghe đến mấy cái này, đại tráng cũng không nhăn nhó, đi tới vạc lớn trước mốc nước rửa tay. Nhìn bên trong tràn đầy nước, đại tráng hài lòng gật gật đầu. Nơi này ngay cả một ăn cơm cái bàn cũng không có, ba người chỉ có thể đứng ở lò bếp một bên bưng chén ăn, cười cười nói nói, ngược lại cũng ăn náo nhiệt đơn giản hoa màu cháo, hơn nữa bột ngô bánh, cây thanh hào ổ ổ, cứ việc cơm nước thô bỉ, có thể tôn thần như cụ ăn nồng nhiệt. Bởi vì hắn cảm thấy theo ban đầu trên thế giới mẫu thân đợi tại cùng nhau ăn cơm lúc an tâm cùng ấm áp. Bên người là hắn ở thời đại này bên trong thân cận nhất muội muội, còn có bạn tốt nhất, tôn thần âm thầm tự nói với mình, về sau vô luận như thế nào. Hắn cũng có đem bọn họ để ở trong lòng trọng yếu nhất địa phương nghĩ đến nhưng vẫn bị bao vây cái nhà kia bên trong nhâm nãi nãi định đoạt đắn đo, bị đại bá một nhà cùng tam thúc bóc lột thành quả lao động phụ thân, tôn thần ánh mắt lại ảm rồi ảm. Ai, hy vọng hắn sau đó cưới cái này có thể là tốt, có khả năng đối tốt với hắn một điểm. Tốt nhất không phải mẫu thân như vậy mềm nhũn tính tình, cho dù chịu hết ủy khuất, cũng không dám phản kháng, chỉ chính mình ở một bên lặng lẽ chịu đựng đưa đi đại tráng muội muội hai nữ đem tôn thần chạy tới trong phòng nghỉ ngơi chính mình đi rửa chén nhìn trước mắt nhà chỉ có bốn bức tường tôn thần hung hãn hít một hơi xem ra sau này muốn đạt thành mục tiêu thật đúng là không ít đây này tối ngủ vấn đề chính là đầu tiên phải giải quyết Muội muội hai nữ đã 14, lại có 2 3 năm đã đến làm mai niên kịt tuy nói không cần giống như nam nữ 7 tuổi bất đồng ghế như vậy chú trọng, nhưng này ngủ nhà đến cùng chỉ có một gian. Còn liền một giường lớn cũng không có. Mới vừa chính mình nằm xuống địa phương, là phòng này bên trong đứng đầu khô giáo địa phương, cỏ tranh cũng phô thật dày. Nếu như mình đem địa phương nhường cho muội muội ngủ, nàng chắc chắn sẽ không tình nguyện làm sao bây giờ đều do ban đầu tôn thần cái kia thu xếp sân lúc như thế trước hết nghĩ tu bổ hàng rào không có trước làm cái giường tới liền tôn chu cũng không có giúp nghĩ đến điểm này sao thật ra đây thật là oan uổng hắn vốn là ở nhà tôn thần cùng muội muội đều là ngủ giường đất nãi nãi cũng đáp ứng để cho phụ thân dành thời gian tới cho hắn một lần nữa dựng một cái có thể ra tôn thần cứu người phát sốt sự tình sau đó, nãi nãi lấy tôn thần xem bệnh yêu cầu ngân lượng mượn cớ, để cho phụ thân nhanh đi làm cho người ta làm công ngắn hạn, tôn chu này mới quên này cha. Tôn thần bị tôn dương thị cho đuổi ra lúc, hắn cũng là mới vừa trở lại. Đại tráng ca, người động lại qua tới. Tôn thần đối diện cỏ tranh phát sầu, trong viện lại vang lên hai nữ kinh ngạc thanh âm hà yến tử nói nàng nhớ ngươi muốn ta gọi ngươi đi nhà ta cùng hắn làm bạn ngủ mấy ngày ta ta cái gì nha ta mau tới thôi yến tử có thể chờ ngươi đây hôm nay ta ở chỗ này nhìn ca của ngươi sẽ không đem hắn rơi vào khoảng không trong đồng không người quản ai ta đây liền đi qua tôn thần hướng về phía muội muội khoát tay một cái này mới quay đầu lại hướng về phía đại tráng đạo cảm ơn huynh đệ có cái gì tốt tạ hai ta hai ngày nữa lên núi để cho nàng tại nhà ta vừa vặn không cần ngươi một mực nhớ rồi đại tráng không phản đối cha ta nói trước hết để cho hai nữ tại nhà ta tiếp cận cùng mấy ngày ngày mai là cha ngươi ngày tốt lành hắn sáng sớm muốn đi giúp bận rộn buổi chiều hắn và hồ tử cha hai cái sẽ tới giúp ngươi lại tại bên cạnh dựng một gian phòng ốc bàn hai cái giường đất đại tráng về nhà nói rồi tự mình ở tôn thần nơi này nhìn đến cảnh tượng về nhà không thiếu được theo cha mẹ một phen lải nhài nghĩ đến tôn dương thị hai ngày này không nhất định sẽ thả tôn chu đến giúp lấy tôn thần thu xếp cha hắn này mới làm an bài như vậy ừ cây cột thúc cùng thiết nhiêu thúc đều là người tốt tôn thần cười đứng lâu như vậy ngươi mệt không nhanh nằm xuống hai ta lại cẩn thận nói một chút lên núi săn thú chuyện chào hỏi tôn thần nằm xuống, đại tráng kéo qua chăn cho hai người đắp lên, nghe cha ta nói, sau núi bên trong không chỉ có thỏ hoang, gà rừng, heo rừng, có người còn từ nơi đó đụng phải lộc đây. Nếu để cho chúng ta chuyến này đụng phải một đầu hưu đực, chúng ta liền phát tài rồi. Kia hết sức phấn khởi dáng vẻ, giống như có một con lộc đã đang chờ ở đó bọn họ giống như ai, người nói chúng ta sau khi có tiền xài như thế nào ta là nhất định phải mua lên lưỡng cân thịt heo để cho ta mẹ cho ta làm một lần thịt kho ăn, không chỉ có lộc, trên núi còn khả năng có chó sói đây, tôn thần cho hắn dội nước lạnh. Cũng biết tiểu tử ngươi trong miệng không có lời hay. Đại tráng lườm hắn một cái, đụng phải chó sói cũng không tệ, ra sói đáng quý, thì là không thể hơn nhiều, nhị thúc ta cùng ta lưỡng nhiều nhất có thể đối phó hai đầu chó sói đỉnh thiên.